Xin chào tất cả các bác nhá. Bây giờ đang là 7 giờ tối. Thì trao đổi các bác là trời vừa mưa rất là lớn. Thì cơn bão số 9 đang chuẩn bị ập vào khu vực miền Trung Tây Nguyên của em, nên là cũng theo đúng lời hứa thì em lần mò ra ruộng này để tranh thủ hái một ít bơ đấy, để gửi cho một người bạn đấy, tại vì người bạn này ở khu vực là không có bơ các bác. Không có bơ và bơ rất hiếm. Em hai bố con em, đây cả thằng cu đây. Xin chào nhé. Chào gì? Đưa bố sách cho. Thì đây là cái cây bơ đây các bạn. Đây cây bơ bút này. Đấy. Thì em dự kiến là sẽ hái để gửi cho cái người bạn này này trước khi mà bão ập đến. Thì còn một số anh chị em nữa thì em sẽ bố trí thời gian em gửi tiếp, còn lại thì tại vì cũng ngày mai là bão nó vào rồi các bạn, nên nếu mà mình để 3-4 ngày sau á, nó mưa triền miên 3-4-5 ngày á, thì bơ bút nó sẽ lứt rất là nhiều và nó sẽ hỏng các bạn. Đây này, các bạn thấy không? Đây này, đấy, cái trái rất là to rồi, đụng vào cái rụng luôn. Kia có một trái nữa kìa. Ừ, đấy, nên là em tranh thủ em phải hái đi thôi, không là nó lứt hết các bạn. Đấy. Đây, những cái trái này. Đây, cái trái. Khi hái bơ thì ta sẽ bớt lại cái cuống này các bác này. Thì bơ ăn nó sẽ ngon hơn và ít khi bị thối. Đâu Kiệt, đưa cái rừng nàn này. Cũng cáo lỗi các bác là em này thường nha, ban ngày thì em khá là bận. Mà buổi chiều nay thì nó mưa suốt từ lúc 3 giờ chiều. Nên là không có thời gian để hái bơ. Dẫn đến phải hái tối thế này. Này, cái trái to quá này. Cái bơ này thì nó khá là thưa trái này, này. Nên là trái nó rất to các bạn. Trái nó đều 5-6 lạng, 7 lạng thì lên đấy. Có để xuống đi. Để xuống. Đây là bơ bút các bạn nhé. Bơ bút 7 ấy. Trái 7 lạng ấy là bơ bút 7 các bạn. Này, cái trái thấy to không? Trái này đều 7, khoảng 6-7 lạng. 7 lạng các bạn. Thì không phải là trái nào nó cũng to như thế các bạn. Nhưng mà cây này thì nó khá là thưa nên là trái nó đều. Có bị lứt không ạ? Quả có bị lứt không? Không. Không lứt hái đi. Rồi, đi hái bơ bút ban đêm các bạn. Đấy. Thường người ta nói là bị ăn trộm mà bơ bút ban đêm thôi, chứ ai nghĩ rằng đi hái bơ bút ban đêm. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh là ngày mai bão nó vào rồi thì nó mưa rất là nhiều, thì khả năng là bơ này nó sẽ lứt, nên là nếu mà ăn thì cũng sẽ không ngon. Nên là em tranh thủ buổi tối thì em cũng phải đi em hái. Tối thì em cũng phải đi em hái. Đây, các bạn thấy không? Bơ này thì già tuyệt đối rồi. Vàng khè luôn các bạn. Không. Con với tới không? 2, 4, 6, 8, 9. Nặng lắm các bạn. Ui giời ơi, ướt hết rồi. Trời nó vừa ấy mưa to các bạn, nên là bây giờ mà mình hái và mình rung cái cây này á là nó ướt lắm, nên là con em thì nó với mà nó rung cái cây này nó ướt hết rồi. Đâu rồi? Một hai đâu? Quả ba trái rồi nhỉ. Cây này thì nó rụng khá là nhiều rồi các bạn. Em cố tình em để cái này. Hay là không có phun xịt cái gì cả. Toàn trái to thôi. Nó rụng đợt trước đây là nó cũng rụng mất mười mấy 20 quả rồi. Con quay cho. Con quay á. Con quay á? Ừ đây. Để em cu em nó cho rồi các bác, em cũng muốn chia sẻ cái hình ảnh thôi. Đi đây, con cầm đây nha. Thấy không? Được không? Dạ. Đừng có nói vào đấy nha. Đây. Em sẽ tranh thủ em hái các bạn. Tranh thủ em hái đi, mà sợ nó mưa đến. Sợ nó mưa đến nên là phải tranh thủ hái. Đây. Rồi con lại bẻ mất cụt cái cuống ấy rồi. Ôi, tính hết rồi. Xem nào, bao nhiêu quả rồi? 2, 4, 6, 8, 10. Mấy quả rồi?
Còn không? Buổi tối này thì nhìn nó khó. Chắc con đi đi đâu ấy. À đây đây đây. Này hái bị gãy cuống rồi. Phải hái bị gãy cuống. Hai quả. Dạ hết rồi. Thôi được rồi. Ui, ướt quá các bạn. Bơ bút năm nay thì khá là rẻ. Không được đắt như mọi năm. Đây. Em được một giỏ rồi các bạn này. Đây, cây này thì cũng được một giỏ thôi. Rồi, bây giờ chắc hai bố con em xin phép vậy. Tầm này nó ok rồi bác nhỉ. Đấy. Nó già rồi nên là nó lên cám rất là nhiều các bạn. Cái quả này em hái là nó bị gãy cái cuống này. Con chả thế. Đấy, nó gãy cái cuống này thì bơ nó rất hay bị thối. Nên là khi hái bơ là không nên để mất cái cuống này các bác nhé. Đấy, còn cái này chúng ta về ta lấy cái kéo ta cắt bằng đi, để lại cái lúm là ok. Đi. Ướt quá các bạn, nó vừa mưa to. Vừa mưa to. Đấy. Cây bơ này của em rất là xanh tốt đó. Rất là xanh tốt. Đi. Vâng, thế các bác nhá, em ra hái bơ ban đêm, hái bơ bút ban đêm. Giống kiểu người ăn trộm ấy. Nhưng mà ngày mai thì nó sẽ bão, nó sẽ vào, nó sẽ mưa mất vài ngày nên tranh thủ phải hái buổi tối. Xong rồi nếu mà không hái thì nó sẽ lứt và nó rụng rất là nhiều. Nên là phải chấp nhận là hái ban đêm vậy. Có đi được không? Đây, cô dẫn cái nỗi này để cho con đi. Đây. Đây, hình ảnh buổi tối này nó mờ để bác thông cảm nhá. Thì em cũng muốn là nó sắc nét lắm nhưng mà nó mờ để bác hết sức thông cảm. Quan sát gì? Rồi. Vâng, đây chắc là để em sẽ mang bơ này về thì em rửa, em lau sạch đi. Rồi, để bố sách. Vâng, thưa các bác, chào các bác nhá. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công. Vâng, chào các bác.